Hậu ly hôn ông xã cũ Quang Minh, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn giữ niềm sáng sủa trong cuộc sống đời thường, anh dành nhiều thời hạn hơn cho công việc. Cô tiếp tục xuất hiện trong số bộ phim truyền hình mới anh, những chương trình biểu diễn tại Việt Nam, Anh, Mỹ. Chính vì gia tốc thao tác rầm rịt như vậy mà mới đây, sức khỏe của cô đã yếu đi, anh phải nhập viện. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Dân đã share tấm hình đi thăm người bạn thân đang nằm viện. Nghệ sĩ Hồng Dân cho biết, năm nay khấn tổ xin phép ngài cho con được cúng tổ chung với bạn con bên Mỹ, anh người đã đồng ý. Do vậy bạn con thật hồng hào khỏe mạnh dù đang trong bệnh viện, lúc này cô ấy đã về nhà, anh sẽ sớm quay trở lại với công việc thôi. Hồng Đào nhờ Dân chuyển lời cảm ơn toàn bộ bằng hữu đồng nghiệp đã chăm sóc anh, lo lắng cho Đào. Mọi chuyện đang rất chất lượng, anh sớm gặp lại mỗi người sớm nhất. Có thể thấy, nghệ sĩ Hồng Đào đã hồi phục, anh lấy lại vẻ tươi sáng dù đang nằm trong viện. Tuy nhiên, những người theo dõi vẫn gửi lời nhắn mong cô giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao tâm, anh đâu công việc mà quên chăm sóc bạn dạng thân. Một số comment của bằng hữu đồng nghiệp anh người mến mộ gửi đến Hồng Đào, mong cô Đào mau khỏi, anh những mỹ nhân của con luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, cô giữ gìn sức khỏe nhé, chúc chị sớm bình phục, anh trở lại công việc.